Em chào toàn thể anh em đang theo dõi và xem clip của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ anh em nhé. 2-3 hôm nay em bận, em cũng không lên chia sẻ chim cò cho anh em được. Thì hôm nay em lên 5-6 con chim rất là đẹp và tố chất cho anh em tham khảo lựa chọn. Có cả màu tê, có cả màu lân, rồi có cả chim chấm mơ, có cả mộc dử đấu bung xòe anh em. Nói chung là rất nhiều chim hay anh em ạ. Anh em theo dõi hết clip để biết được thông tin của chim anh em nhé. Và đầu tiên em muốn giới thiệu với anh em cái con chim trước màn hình anh em đang xem này. Con này thì em đăng lên cho anh em cùng ngắm thôi anh em. Cái con chim này thì nó là một cái con chim em mới tuyển. Một con chim mộc dở hai vụ, bộ rất là to dài và yếm dị màu tê. Đó, con này thì em bắt giá cao rồi nhưng mà lửa khói nó còn yếu quá. Thì hôm nay em đăng lên cho anh em cùng ngắm. Còn con chim em chăm thêm một thời gian, con chim nó có lửa khói nó ok thì em đăng lại, em chia sẻ cho anh em nhé. Tại vì bây giờ mà chia sẻ giá nó không cao mà con chim lửa khói bây giờ còn rất là yếu anh em ạ. Đó, nhưng mà tướng bộ con chim nhìn nhìn rất là phê anh em. Yếm rất đậm, màu tê, bộ rất là to dài. Nó đứng cao, con chim dài, ví dài như cả gang tay nhỉ. Đó, rất lâu rồi mới lại tuyển được một cái chú chim nó đẹp, nó dị như này nhỉ. Cuối clip thì có một con chim 3 vụ rất là hay nhỉ, đấu xòe. Anh em cố gắng theo dõi hết clip để biết được thông tin của chim anh em nhé. Còn đây là đoạn clip ở nhà người ta của cái con tê dị lúc nãy đây anh em. Clip lúc nãy là em quay ở nhà em, còn đây là đoạn clip ở nhà người ta anh em ạ. Đó, người ta gửi cho em thì em xem qua tướng tá bóng vụ em thấy rất là đẹp. Đó thì em có đi xem và em bắt về. Nhưng mà vì con chim nó yếu lửa với cả lạ nhà, nó con chim nó đấu còn kém anh em. Còn giờ em sẽ chuyển qua cái con chim đầu tiên hôm nay em lên em chia sẻ cho anh em đây. Một con chim rất là đặc biệt, nó có một chấm lông trắng ở bên trên mặt đấy anh em. Anh em xem qua clip anh em cũng có thể thấy rất rõ. Con chim này thì một con chim người ta bảo rơi vào khoảng tầm tháng lồng anh em nhá. Con chim gốc Kim Bôi Hòa Bình, con chim không có tật lúa gì. Con này thì anh em yên tâm bảo hành 100% chuẩn gốc Kim Bôi, giọng hay cho anh em. Đó, giọng của nó thì em đã nghe thấy được cho nên anh em cứ yên tâm. Và con chim không có tật lúa gì anh em nhá. Con này thì nó bộ trung to, gần thuộc to đấy anh em. Đó, và con này trước là chắc là nó bị rụng lông đuôi kiểu gì mà nó đang ra với cả một hai lông nó hơi cùn anh em ạ. Đó thì em cũng muốn nói rõ ràng. Và giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 1 triệu anh em nhé. Giá chuẩn 1 triệu. Đó, những cái con mà nó có lông mơ kiểu này rất nhiều con mà em chia sẻ cho anh em vì nó thay lông đi nó ra thêm mơ rất là nhiều. Đó, anh em nào mà ưng con lúc này anh em bảo với em là con giá 1 triệu con lông mơ anh em nhé. Còn giờ em chuyển qua con tiếp theo này là con lông số 13. Một con chim bổi hơn chục ngày lồng mà thực sự nó rất là gầu anh em ạ. Con này là một con chim bổi chuẩn bầy đấu gốc Kim Bôi Hòa Bình, chim hơn 10 ngày lồng anh em. Con chim này thì nó nhát, nó lao, nó suýt mỏ. Nhưng mà cái con chim gần như là nó cứ thấy con khác là bắt đầu nó có thái độ rồi anh em ạ. Đó, con chim bổi rất là vip, rất là gấu. Con này thì bộ to dài và cái bản đuôi của con này nó rất là to và dài anh em nhé. Rất là to và dài anh em nào bắt về anh em so với chim của anh em nhìn nó cũng rất là khác biệt đấy nha. Đó, con chim này thì không có tật lúa gì anh em nhé, không có tật lúa gì. Nhìn cái tướng bộ của con chim cao cầu, ngực nở, dài đòn. Đó, nó nhát cho nên nó sứt mỏ. Đó, còn giọng của nó giọng rất là hay và rất là mâu mỏ anh em nhé. Con chim về ra thái độ sổ giọng rất là ok rồi. Và cái con lồng số 13 này em báo giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng ở bắt con này giá là 1.300.000 anh em nhé. Lồng số 13 giá 1.300.000. Rất đẹp anh em ạ. Đó, em quay một đoạn clip và nó ăn chuối sổ giọng cho anh em. Nhưng mà hơi ồn, anh em cũng không nghe được tí cái chất giọng của nó lắm anh em. Đó, còn giờ em chuyển qua con tiếp theo là con lồng số 19 này anh em nhé. Con lồng số 19 này thì cũng là một con chim bổi hơn chục ngày lồng anh em. Đó, một con chim, con này thì bộ trung to, gần thuộc to. Và cái con chim này cũng rất là mỏng lông và dài đòn anh em ạ. Tướng bộ của con chim thì cũng rất là đẹp.
Đó. Con lồng số 19 này thì cũng đá sổ giọng rất là ok rồi anh em nhá. Con chim cũng là một con chim gốc kim bôi hòa bình và con chim không có tật lối gì anh em. Đây là đoạn clip em quay bóng bộ tướng tá và tí kẹp cái con chim mồi và nó còn ra thái độ đấu và nổ giọng với cái con chim mồi luôn anh em ạ. Đó, và giá cái con lồng số 19 này thì em báo giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 1 triệu 200 anh em nhé. 1 triệu 200 một con bùi rất là VIP anh em. Đó, đây là em quay qua hình bộ tướng tá bóng bộ màu biếc liền lạc. Đây anh em, đây chính là đoạn clip thái độ của con chim đây. Anh em nhìn anh em kẹp con chim mồi vào chim bùi hơn chục cái lồng mà nó đấu giọng luôn anh em ạ, ra thái độ đấu giọng rất là ok. Đó, giọng rất là hay. Anh em nhìn nó quát con chim mồi kìa. Đó, thời tiết miền Bắc mấy hôm nay thì rất là lạnh rồi anh em ạ. Đó, mùa đông thì chim cò ở miền Bắc này lạnh thì nhiều con nó hơi ủ rú anh em, mà những cái con chim nó vẫn ra thái độ như thế này thì rất là ok. Đó, lồng số 19 giá 1 triệu 200 anh em nhá. Còn giờ em sẽ chuyển qua con tiếp theo cho anh em tham khảo. Anh em nào ưng con này thì anh em báo với em là con màu lân anh em nhé. Anh em nhìn quả quả màu chất không anh em. Đó, con chim này là một con chim gốc kim bôi hòa bình, một con chim mộc vài tháng lồng, nó thay lông, nó thay lông gần xong anh em nhé. Bây giờ còn đang rụng phấn anh em. Anh em để ý cái má của con chim mà vẫn còn đang rụng phấn. Con chim thì con này là thuộc bộ trung to, thuộc to anh em nhé. Về bóng bộ tướng tá thì anh em xem một clip anh em cũng có thể thấy rất là rõ ràng và cụ thể rồi anh em. Đó, con chim này thì không có tật lối gì và em báo giá cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 1 triệu 600 anh em nhé. 1 triệu 600. Đó, anh em nào mà bắt về anh em chịu khó chăm bắm mồi tươi, tắm rửa, anh em chăm đường khói cho con chim thì để mà cái con chim nó ôm lông ôm bộ vào nhìn quá đẹp anh em, với cái bộ màu này quá chất anh em ạ. Đó, chia sẻ bóng bụi tương tà cho anh em giá 1 triệu 600 anh em về chăm thêm lửa khói. Còn giọng của nó đây anh em, về chất giọng của nó thì anh em không phải nghĩ anh em nhé. Chất giọng rất là hay anh em. Giọng con này, giọng của nó chuông và rất là to giọng anh em ạ. Đó, màu lân giá 1 triệu 600. Còn giờ em sẽ chuyển qua một con chim cực VIP này cho anh em tham khảo. Một con chim anh em thấy nó bung xòe quá đẹp đúng không anh em. Đó, con này nó đầu nó bung xòe rất là nhiều anh em ạ. Một con chim rất là hay. Và cái đoạn clip của con chim này thì em quay cũng rất là dài. Anh em nào mà ưng em nó, anh em cứ theo dõi hết clip anh em nhé. Con chim này thông tin của nó thì là một con chim ba vụ anh em. Đó, một con chim dân chăm, nhưng mà người ta chăm lông lá nó không được đẹp lắm anh em ạ. Con chim này thì cực kỳ gấu anh em nhé. Cực kỳ gấu, nó không sợ chim một chút nào anh em. Gần như là kè con nào lại chơi con đấy. Nhưng mà cái con chim này thì nó có một cái tật lối, đó là khi nào nó sục tìm chim thì nó ngoái anh em nhá. Còn bình thường nó đấu như này thì em bảo hành cho anh em là không có ngoái ngửa gì anh em. Đó, còn về tố chất của con chim thì anh em cứ yên tâm. Đó, như cái con này anh em về anh em chăm bắm, phơi nắng mồi tươi, anh em có thể đi cà phê cà pháo được. Và nếu mà anh em cà phê cà pháo nó ổn, em nghĩ thi thố rất là ok anh em ạ. Theo em cái con này nếu mà anh em nào mà bắt anh em mà cho nó đánh lồng thái bốn góc, em nghĩ sẽ rất là đẹp anh em, xòe ôm vào rất là đẹp anh em ạ. Đó, cầu cánh mỏ. Con chim rất là gấu anh em. Đó, và như cái con chim này thì em cùng báo giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 3 triệu 300 anh em nhé.
em chia sẻ giá là 3.300.000. Đó, nếu mà anh em nào mà ưng thì anh em báo với em là cái con chim 3 vụ giá 3.300.000 anh em. Đó, hôm nay thì em cũng lên được 5-6 con chim cho anh em cùng ngắm tham khảo lựa chọn. Anh em ngắm xem ưng con nào thì anh em liên hệ cho em. Còn anh em nào không ưng thì em lại hẹn anh em clip khác. Và anh em đang xem, nếu thấy clip của em hay đừng quên để lại cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ anh em nhé. Em cảm ơn toàn thể anh em. Còn cái đoạn clip của con chim này thì về tướng tá bóng bộ nết chơi, mọi thứ mọi cái thì anh em xem trên clip anh em cũng rất rõ rồi. Và đoạn clip em quay thì cũng rất là dài anh em nhé. Anh em nào mà ưng em nó thì anh em cứ theo dõi hết clip anh em nhé.